Quý chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam. Thì hôm nay Hảo sẽ xin giới thiệu cho quý anh chị về một cái dòng xe van hai chỗ mình chở hàng trong khu vực thành phố, trong khu vực đô thị, không sợ cấm tải nha quý anh chị. Vì đây là cái dòng xe van đã hạ tải xuống còn 495 kg theo nghị định từ hồi tháng 8 năm 2021. Thì những đối với cái dòng xe mà tải trọng dưới 500 kg thì mình có thể hoạt động 24/7, không sợ cấm giờ, cấm tải trong khu vực đô thị và khu vực thành phố nha quý anh chị. Đối với cái dòng xe này thì quý anh chị mình có thể là mình chở những mặt hàng như là đồ gia dụng hoặc là thực phẩm, cung cấp thức ăn. Mình có thể hoạt động xuyên suốt luôn. Ô tô đi được là xe này đi được nha quý anh chị. Đó, ô tô con đi được là xe này đi được nha. Và đặc biệt hơn thì cái giá xe của nó hiện tại tầm khoảng dưới 300 triệu thôi nha quý anh chị, là quý anh chị mình sở hữu ngay cái dòng xe Suzuki Van đó. Thì quý anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em từ 80 cho đến 100 là quý anh chị mình nhận một con xe này về được rồi nha. Đó, cái giá thành của nó so với một con xe ba bánh, xe ba gác mà quý anh chị mình truyền thống, quý anh chị mình đi á, nếu mà bây giờ xe ba gác mà có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, mà con xe hoạt động ok thì nó sẽ tầm 150 đến 170 rồi đó. Thay vào đó quý anh chị chỉ cần bỏ ra 100 triệu thôi là quý anh chị mình sở hữu ngay một con Suzuki Van được rồi nha. Đó, thì sẵn tiện đây thì em sẽ mời quý anh chị mình xem bên trong con van này nó có cái gì nha quý anh chị. Đó, rồi điều đầu tiên thì quý anh chị thấy này, đây là cái dòng xe van nhập khẩu Suzuki đó, có logo Suzuki ngay giữa này nha quý anh chị. Đây, đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản nha quý anh chị. Đó, xe thì theo lối thiết kế thì khá là đơn giản thôi. Đèn, đèn này là đèn halogen nha quý anh chị, đèn halogen chiếu sáng. Nhưng mà cái dòng xe này đèn nhỏ thôi nhưng mà công suất chiếu sáng của nó cực kỳ lớn nha. Phía dưới nó cũng có đèn gầm luôn nè. Đó, xe nhỏ nhưng mà vẫn có trang bị đèn gầm nha quý anh chị. Đó, xe này thì cũng được đăng ký đăng kiểm ra biển số tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe này là khách hàng về chuyên chở những mặt hàng về thực phẩm á, đó, nên là đi những cung đường nhỏ hay bị cấm tải. Vì vậy nên khách sử dụng chọn cái dòng xe Suzuki Van để đi những cái cung đường cấm tải nha quý anh chị. Đó, và cũng đã ra xe này có đăng ký kinh doanh nha quý anh chị. Đó, công ty mà có đăng ký kinh doanh nên đã cung cấp cái phù hiệu vận tải cho khách hàng luôn rồi. Đó, về bên trong cái phan cabin phía trước thì quý anh chị thấy nè, xe này thì làm ghế của nó là bọc da bên ngoài, ở giữa là nỉ nha quý anh chị. Đó, xe thì được trang bị cái hộp số, nó là 5 số tiến và một số lùi nha. Đó, rồi bên trong nội thất khá đơn giản thôi, cũng có cửa gió, radio FM. Đó, rất là dễ chạy nha quý anh chị, nó rất là nhỏ gọn luôn. Vì vậy cái dòng xe này mà quý anh chị mình đi vô những cái cung đường mà hẻm hóc mình giao thức ăn, giao thực phẩm á, thì rất là dễ nha, rất là thuận tiện luôn. Rồi, tiếp theo nữa thì là cửa xe. Xe này là vì nó phục vụ cho những cung đường nhỏ hẹp nên về cái phần cửa nó là cửa lùa nha quý anh chị. Này, cửa lùa này rất là gọn luôn. Và đặc biệt hơn là cái xe này đã lợp lên cái sàn inox dập lá me nha quý anh chị, nhìn rất là sáng luôn. Vì đây là xe chở thực phẩm mà nhu cầu ăn uống nên là phải làm là một con xe chỉnh chu đẹp nhất. Đó, cửa lùa rất là nhẹ luôn. Rồi, phía sau xe, xe này phía sau quý anh chị nhìn bên ngoài như là một con ô tô con vậy đó, nhưng mà thật sự bên trong chỉ đi được hai người thôi nha. Và phía sau nó là chở hàng nha quý anh chị. Đó, đây cốp này là có T-Ben nha, T-Ben hỗ trợ nha quý anh chị. Và xe này chở cái mặt hàng đó là đông lạnh nên là bên em đã gắn cho khách hàng một cái máy lạnh phía trên kìa. Đó, quý anh chị thấy gắn cái dàn lạnh nha. Cái dàn lạnh này nó làm mát cái thùng bên trong xe. Vì vậy nên là cái con xe này khi mà mình chạy, mình chở thực phẩm vào buổi trưa thì là nó làm mát là cái lượng thức ăn á, nên là về cái vấn đề mà di chuyển trong quãng đường dài thì con xe này đảm bảo được thức ăn trong điều kiện tốt, không tránh tình trạng bị ôi thiêu nha. Đó, đã có gắn cái máy lạnh rồi.
và bên trong xe đây. Bên trong xe cũng có cái công tắc đèn, đèn thùng bên trong nha quý vị. Đó, công tắc đèn thùng bên trong nè, phía trên bọc da nè, rất là sáng nha, rất là sạch sẽ luôn. Xe chở thức ăn mà, đương nhiên là phải sạch sẽ rồi. Bây giờ Hảo sẽ mở cái phần dàn lạnh phía sau cho quý vị mình xem nha. Đây, sáng đây. Này. Rồi, về cái phần là mình muốn mở cái dàn lạnh lên thì trước tiên thì quý vị mình phải khởi động cái động cơ lên nha, để cho nó kéo cái lốc lạnh nó làm lạnh được nha quý vị. Đó, xe. Đó, cái dòng Suzuki Van thì nó sử dụng cái động cơ của Suzuki Nhật Bản nên là tiếng nổ nó khá là êm nha quý vị nghe thì thầm thôi. Đó. Trước tiên thì chúng ta phải mở cái dàn lạnh lên nè. Đó, ở hai chế độ nha. Một là ít lạnh nè, hai là cool nha. Chuyển qua cool là lạnh nha quý vị. Và công tắc. Đó, đó, nó bắt cái dàn lạnh rồi đó. Đây, đây chế độ quạt gió mát luôn nè. Đó. Giờ Hảo bật ít thôi nha. Rồi, mời quý chị mình ra phía sau xem cái dàn lạnh. Đây. Đây. Đây cái dàn lạnh phía sau nha quý chị. Đó. Quý chị thấy điều khiển được cái quạt gió nè. Đó. Điều chỉnh đó. Đây. Rồi. Khá là lạnh nha. Tới 5 cái cửa gió là quý chị cứ yên tâm. Xe này mình mở lên tầm 2-3 phút là cái nhiệt độ bên trong cái thùng này nè là nó hạ xuống liền nha quý chị. Đó. Nó hạ xuống nó giữ ở cái mức tầm 15-16 độ nha. Đó. Đây, nó giữ ở cái mức 15-16 độ thì nó giảm đi cái nhiệt độ vào buổi trưa. Vì vậy nên thực phẩm mình di chuyển vào những cái thời tiết nắng nóng như là tháng 2, tháng 3, tháng 4 á, thời tiết ở Sài Gòn cực kỳ nóng luôn. Thì vào thời gian đó mình di chuyển thức ăn thì nó làm mát bớt cái nhiệt độ bên trong. Nên là thực phẩm mình lúc nào cũng được bảo quản tốt nhất nha. Đó. Ở đây thì có cái cửa nè. Đây là tài xế có thể là quan sát lại cái phần hàng phía sau nè. Mình có thể kéo cửa này ra được nha. Đấy thì mình kéo vô. Phía trước thì nó có cái công tắc này là mới dán lên nha quý vị. Này có thể tháo ra được nè. Đó. Đây. Đây, quý anh chị có thể nghe được cái tiếng nổ của cái động cơ nè, khá là im nha. Đây, quý anh chị có thể nghe được cái tiếng nổ của con động cơ Suzuki nè. Đó, khá là im nha. Đó. Xe này là chạy như một con xe du lịch đời mới luôn nha quý anh chị, rất là im. Rồi. Xe này thì nó vẫn sử dụng cái lớp nhỏ thôi, lớp 5.R12 nha quý anh chị. Đây, bán kính R12, 5.R12. Lớp nó vẫn sử dụng là lớp 4 ni lông nha, nên là nó chạy rất là im. Vì xe đây là một con xe mình hoạt động trong khu vực nội ô đô thị mà. Đó. Phía sau thì hệ thống treo của nó là hệ thống nhíp nha quý anh chị. Đây. Chị thấy nè, hệ thống nhíp nha. Vì nó là dòng xe thuộc về mình chở hàng mà, nên là mình phải sử dụng hệ thống nhíp. Đó. Và phía trước nó sử dụng hệ thống treo là hệ thống phuộc thủy lực nha. Nên là khi mà mình chạy con xe này nó rất là im, do nó sử dụng phía trước là hệ thống phuộc thủy lực. Nó chỉ dù sử dụng hệ thống treo lái nhíp phía sau thôi. Đó. Rồi, cửa lùa hai bên nha quý anh chị. Đó. Cửa là cửa lùa hai bên. Ví dụ như quý anh chị có thể mình tấp qua bên phải mình xuống hàng, hoặc là mình thể mình tấp qua bên trái mình xuống hàng đều được nha. Hai bên đều xuống cửa được, xuống hàng đều được hết nha quý anh chị. Đó. Rồi. Như hồi nãy giờ Hảo cũng đã chia sẻ cho quý anh chị về cái dòng xe Suzuki tải van. Thì xe này hoạt động 24/7 nha, không sợ cấm giờ cấm tải nha quý anh chị. Mình có thể đi những cung đường thành phố mà không sợ cấm tải. Đó, mình có thể giao được thức ăn nè. Đó. Thì quý anh chị mà có nhu cầu mình sử dụng cái dòng xe tải Suzuki Van thì quý anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp qua cho Hảo nha, qua số điện thoại 0908 965 300. Và Hảo cũng xin cảm ơn quý anh chị mình hồi nãy giờ đã theo dõi cái clip này. Nếu mà quý anh chị mình thấy hay thì cho Hảo xin một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Hảo nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý anh chị.